vậy thì con người của chúng ta thì nâng tầm trí tuệ gia tăng giá trị phụng sự xã hội là để tiến bộ hay là để tiến hóa tiến hóa à để tiến hóa vậy ở đâu là chúng ta đang tiến bộ và ở đâu là chúng ta tiến hóa những cái cột mốc nào để biết là mình tiến hóa <laughs> tiếng và những những cái giai đoạn nào là mình tiến bộ? Dạ, thêm em nghĩ là à, cái giai đoạn mà mình tiến hóa là khi à, giống như hồi nãy cô nói là mình à, mình nhận biết được cái trí thông minh tâm linh của mình á và mình thực hành được nó. Yeah, đó là chính là những cái giai đoạn mà mình đang thật sự tiến hóa hả cô wow à, cảm ơn Ngọc Ngân yeah. <laughs> mình có những cái cột mốc tiến hóa có những cột mốc tiến hóa và cái hình tướng bên ngoài của mình có vẻ nó không thay đổi riêng đối với con người thì cái hình tướng bên ngoài nó có vẻ nó không thay đổi và thậm chí là cái hình tướng bên ngoài mình nó cứ tiến hóa tiến bộ à, mình thấy nó tăng lên rồi nó còn thoái hóa nữa à mình thấy ồ oh, bây giờ tôi không được như hồi trẻ nữa bây giờ tôi lớn tuổi rồi bây giờ tôi không có học đương như các bạn trẻ nữa bây giờ tôi vô khóa áp tôi thấy các bạn trẻ học nhiều quá thì mình có cảm giác như là mình còn thu lại nữa Dạ. Nhưng mà các thầy cô mà càng lớn tuổi đó, mình nhìn về cái bản đồ của các loại trí thông minh. Thì cái sự phát triển của mình nằm ở những cái vô hình đó, nằm ở những cái năng lực đó. Còn nó không phải nằm ở cái hình tướng bề ngoài. Con người của mình không có phải đến lúc mà mình mình nhìn được cái hình tướng là trao một ngàn cái hạt. Biến hóa bản thân mình giá trị hơn một ngàn lần thì mình không có thay đổi, mình vẫn là cái cơ thể này và thậm chí mình còn nhiều nếp nhăn và mình còn à, nhỏ nhỏ đi à, bớt do là cái cơ cái lượng cơ à, bắp của mình đó, nó thu lại. À, vậy thì cái sự tiến hóa này nó nằm ở cái phần trí tuệ, à, nó phần nằm ở cái phần giá trị, nó nằm ở cái phần phụng sự, nó nằm ở cái phần đầu tiên là mình phát triển trí thông minh thể chất một đứa trẻ con nó phát triển trí thông minh thể chất và mình phát triển trí thông minh thể chất. Và cái trí thông minh thể chất phần lớn nó lại là tự động. Mình không có làm gì được nhiều với trí thông minh thể chất. Là sau đó mình dùng cái trí thông minh logic để mình lựa chọn cái cách mình ăn uống, để mình lựa chọn cái cách mình luyện tập, để mình lựa chọn cái môi trường mình sinh hoạt. Rồi, mình dùng cái trí thông minh cảm xúc để mình lựa chọn cái loại cảm xúc, mình lựa chọn cái cái người mà mình học tập cùng, lại mình lựa chọn cái cách mà mình phát triển những cái năng lực cảm xúc. Và sau đó thì mình lựa chọn cái cách mà mình phát triển trí thông minh tâm linh. Mình lựa chọn cái bối cảnh, mình lựa chọn cái cách thức, mình lựa chọn người thầy, mình lựa chọn cái người bạn đồng hành, mình lựa chọn cái môi trường và mình phát triển thì mình đã qua những cái cột mốc tiến hóa trong bốn cái loại trí thông minh đó mình đi từ cái lúc mà mình nghe một cái luật vũ trụ mình nghe thôi đến cái lúc mà mình làm việc cái mình nhớ à đây là luật nhân quả và mình lấy cái luật nhân quả đó ra mình hành xử à đây là luật cộng hưởng mình lấy cái luật cộng hưởng đó là mình hành xử thì cái lúc đó là những cái cột mốc mà mình mình tiến hóa chứ không chỉ là mình tiến bộ còn nếu mà mình chỉ ngồi nghe mình chỉ ngồi nghe 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 nhưng mà mình không có phát triển nâng cái trí tuệ của mình lên những cái tầm mới của trí thông minh tâm linh thì lúc đó mình chưa có sự tiến hóa vậy thì cái sự tiến hóa đó có thể có những cái cột mốc cụ thể dành cho con người không ạ à? có những cột mốc cụ thể dành cho con người không à nếu mà mình ngày nào mình cũng vô mình học ngày nào mình cũng vô mình nghe thầy Thái nói ngày nào mình cũng vô mình nghe các chuyên gia chia sẻ ngày nào mình cũng có nhóm thảo luận thì lúc đó là mình tiến bộ tiến bộ tiến bộ vậy thì cái cột mốc nào để mình biết là cái mình học đó nó đã chuyển hóa cho mình thì ở trong SE cũng có luôn cũng có công thức luôn à khi mà thầy thái biến người học thành người phụng sự biến người mua thành người cao giá trị đúng không ạ à? biến thành viên thành team coach thành tổng lý. thành người lãnh đạo biến người học à, thành nhà đào tạo không chức danh biến người kinh doanh thành người lãnh đạo không chức danh thì cái sự chuyển hóa đó lên một cái bậc mới lên một cái bậc mới hoàn toàn à, vậy thì nhờ các thầy cô mình ghi lại cho chính mình mình ghi lại cho chính mình là mình đã đi qua những cột mốc nào mình đã đi qua những cột mốc nào hay là trong cái hành trình vừa qua thì mình tiến bộ tiến bộ tiến bộ tiến bộ nhưng mà mình chưa có những cột mốc chuyển hóa thật sự mình từ người nhận giá trị trở thành người trao giá trị một cây lúa mà vẫn cắm chân ở dưới đất và vẫn sống vẫn xanh tươi nhưng mà chưa có trổ hạt thì cái giai đoạn trước khi trổ hạt đó là cái giai đoạn tiến bộ nhận 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 à, nhưng mà đến khi mà trao đi à, trổ hạt trao đi vô điều kiện trổ hạt không cần biết ai sẽ nhận cái hạt của mình à, và ở trong cái phòng dung này thì chúng ta được à, Thầy Thái gọi tất cả chúng ta là thầy cô dạ. Cho nên là cô Hồng cũng xưng là cô Hồng Rồi cô Ngọc sau một thời gian rèn luyện Cũng xưng là cô Ngọc <laughs> Thay vì là xưng em trong phòng Zoom Bởi vì trong phòng Zoom Mình lúc nào cũng có những vị tiền bối Kể cả cô Ngọc cũng nghĩ rằng Có những vị tiền bối còn lớn hơn mình nữa Nên mình phải xưng em Xưng con Nhưng mà thầy Thái nói mọi người xưng thầy cô Và chúng ta đều là thầy cô và đó chính là một cái khái niệm mà nó liên đối với cái cây lúa nếu chúng ta nghĩ rằng các cô mà là diễn giả đó các thầy mà là diễn giả trong dung sáng hay là những dung tối là người thầy còn tôi đến đây học tôi là người trò thì mình cứ nhận 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 À, nhưng mà ngay từ đầu mình đã được xác định rồi <laughs> ngay từ đầu mình đã được xác định rồi nhận để trao đi nhận là để chia sẻ nên là mình là người thầy mình chia sẻ cái mình nhận mình chia sẻ cái mình nhận thì lúc mình chia sẻ đó mình đã là người thầy rồi à, không phải là phải mở một cái lớp dạy Vậy thì không chỉ là mình chia sẻ trong cái phòng Zoom này mà mình chia sẻ ở trong cuộc sống. Một cái điều rất là hay ở trong cái Zoom sáng này thì có một số thầy cô ở đây là nhà thơ, cô Hồng biết cô Quỳ Dung, cô Vũ Hồng và một số thầy cô khác là thở ra thơ luôn. <laughs> Ngồi Zoom sáng xong là ra thơ. Thì đó là một cách để trao đi và chia sẻ cái bài thơ đó nhưng không phải ai cũng là nhà thơ thì không cần chúng ta phải biến cái điều mình nhặt được nhận được ngày hôm nay trở thành thơ thì mình mới trao đi được mà mình có thể trao đi dưới những cái dạng khác nhau nó là cái hạt lúa của mình à, một khi mà mình có thể nói thì mình trao đi bằng lời nói nếu mình có thể viết thì mình trao đi bằng một cái bài viết. Vậy thì những cái buổi Zoom những cái buổi học apps mà cô Hồng quan sát thấy thì thầy Thái hỏi cô Hồng là cô Hồng ơi, có cách nào để cho mọi người viết bài, có cách nào để cho mọi người viết những cái keyword, viết những cái từ khóa sau những cái buổi học apps được không? Thì cô Hồng thấy bắt đầu cô Thúy Nga ra bài tập, ra thử thách Là ngay hôm nay mọi người viết bài à, Viết bài về cái đề tài xét kén của cô Hồng đi Thì xong cô Thúy Nga nói Cô Hồng ơi em động viên quá trời luôn, trao giải quá trời luôn Rồi tặng khóa biết ơn của cô Thúy Nga Rồi tặng sách biết ơn Mà số người viết bài rất là ít So với số học viên của khóa áp À vậy thì mình có trao đi không ạ rồi ở những zoom sáng thì cũng có những cái lời kêu gọi là mình thấy zoom sáng ngày hôm nay có một điểm vài điểm chạm với mình thì mình viết một bài chia sẻ mình bây giờ rất nhiều thầy cô của mình lại học cái lớp là podcast và youtube của cô thanh hải nữa rồi cô Thanh Hải thì nói rằng ngày nào cũng nên à, nói một cái đoạn nào đó, quay một cái clip nào đó để nuôi dưỡng cái cái năng khiếu diễn đạt của mình, để nuôi dưỡng cái kênh truyền thông của mình. Đó, thì mình có trao đi không ạ? À? Như nãy cô Hồng nói, có rất nhiều thầy cô mình là ngồi zoom từ 4 giờ sáng cho đến 10, 11 giờ tối. À, vậy thì trong cái lúc mình nhận 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 như vậy à, có thể mình nhận ở những vai trò khác nhau rồi có thể mình trao 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 ở những vai trò khác nhau thì bây giờ mình nhận rõ nhận thức trong tư duy của mình là tôi đang nhận cái gì và tôi đang trao cái gì và thực chất là theo luật vũ trụ là mình phải trao đi tới hàng ngàn lần cái mình nhận lần À, khi mình tiếp nhận xong mình có cái phận sự, mình có cái bổn phận là phải làm đẹp, làm mới, làm sinh sôi cái mình nhận. Để mình trao đi. À, và nếu mà mình không tư duy đặt cái câu hỏi là tôi trao đi như thế nào? Tôi có đếm được cái tôi trao đi hay không? Tôi trao đi dưới hình thức nào? Và tôi có trao đi thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều không? và tôi có nhận diện rất nhiều tình huống để tôi trao đi hay không à, thì có khi mình đang vi phạm luật vũ trụ tại vì nhận là phải trao vì vậy những người thầy mà nhạy cảm với luật vũ trụ thì luôn luôn nhắc mình trao đi trao đi trao đi trao đi giá trị trao đi giá trị ạ à. À, thì đôi lúc mình nghĩ là cái việc trao đi giá trị đó nó cao siêu lắm Hay là mình phải chờ mình học đến một cái lúc nào đó à, Mình trở thành một cái người thầy Mình trở thành những người thật sự uyên bác Lúc đó bắt đầu mình mới mở lớp dạy Lúc đó bắt đầu mình mới thành diễn giả Lúc đó mình mới có thể trao giá trị được Cho nên mình chờ Mình chờ, mình chờ, mình chờ, mình chờ À, nhưng mà thật ra cái năng lực trao giá trị nó bắt đầu từ nhận thức. Bắt đầu từ biến nhận thức thành hành động từ cái việc nhỏ nhất. Và mình trao đi luôn luôn trao đi luôn luôn trao đi. À hôm nay tôi thấy có một bài viết này hay. Ví dụ như là bản thân mình không viết, mình không có viết bài. Nhưng mà trong SE mình buổi sáng nào xong cũng có những thầy cô những bạn viết bài rất hay à, thì ở đây mình không có vi phạm bản quyền đâu ở đây mọi người rất là dễ đồng ý chia sẻ thế mình mới nói à cho cô chia sẻ cái bài của con viết nha đó là mình đã có một cái bài để mình mình đăng rồi để mình trao đi rồi để mình hợp, hợp với luật vũ trụ rồi, tại vì mình nhận xong cái mình không có trao, à, giống như các cô mà đặt thơ làm thơ xong các cô gửi những cái bài thơ vô những cái nhóm của SE rồi thì mình tiện quá mình nói cô ơi bài thơ của cô hay quá và mục đích của cô làm cái bài thơ đó là gì ạ là để lan tỏa SE à, cho nên là cô đâu có phiền với việc mình trao đi đâu đúng không ạ cô nói ủa bài thơ này của cô mà sao Hồng đang tụng lưng <laughs> thì cô sẽ nói trời Cảm ơn các thầy cô, cảm ơn cô Hồng là đã lan tỏa cái bài thơ này lan tỏa cái cảm xúc của cái buổi sáng ngày hôm nay là mình trao đi và chưa có thời đại nào mà cái công cụ trao đi cái bối cảnh để trao đi lại tuyệt vời như cái thời đại của mình à cái bối cảnh mà mình có tất cả các công cụ công nghệ ở trong tay của mình mình có thể nói là ôi vì covid tôi bị cách ly hầu như bây giờ ai cũng cách ly hết tại vì ai cũng có quen với ai đó là f 0 hết cho nên là ai cũng ở trạng thái cách ly hết thì cô hồng nghe có thầy cô nói là Tôi muốn chia sẻ nhưng mà tôi không có đi gặp ai được hết. À, nhưng mà cái lúc mà mình không đi gặp ai được hết thì cũng chính là lúc mà rất là nhiều người lên trên những công cụ mạng xã hội. Kể cả các vị à, cao, cao tuổi, kể cả những vị mà ngại công nghệ, thì khi mà mình bị cách ly, mình mới nói, à có cái cách nào để kết nối với con cháu không? À, cô hồng đã thấy rồi, có những ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội à, thì trước thời covid là không bao giờ chịu lên mạng đâu. phải chạy qua chơi với con cháu thì mình qua chơi thôi, chứ mình không ít không, không thích gặp con cháu trên màn hình. nhưng mà vì mình cách ly miết rồi, mình cũng phải là học cái cách mà chơi với con cháu trên màn hình. À, và sau đó mình không chỉ chơi với con cháu mình mà mình sẽ gọi điện được cho những bạn bè của mình và những bạn bè của mình bây giờ đâu có nhất thiết cùng thành phố với mình nữa à, có những thầy cô là bây giờ liên hệ với con cháu là ở nước khác như là gia đình của hồng chẳng hạn mỗi người ở mỗi nước rồi như thầy thanh bạch kể là trước thời covid thì thầy thường xuyên là chạy qua chơi với cháu nội nhưng mà bị cách ly lâu quá thì thầy luôn luôn phải mở màn hình lên để nhảy múa chung với cháu à, rồi nhảy múa chung với cháu thầy mới lên mạng xã hội nhiều hơn à, rồi thầy thậm chí là kết nối với những người bạn giới thiệu với những người bạn vô SE là những người ở nước ngoài nước này nước kia nữa rồi nhờ cái kết nối đó cái thầy kết nối vô SE à, xong rồi các thầy các thầy của SE của mình từ khắp nơi trên thế giới kết nối với nhau, làm những chương trình chung với nhau. Như là cô Hồng đang làm chương trình với tiến sĩ Hằng Phương, cô Hồng làm chương trình với tiến sĩ Khiêm Nguyễn, dạ. cô Hồng làm chương trình với thầy Hà Chương với thầy Thanh Bạch, với thầy Dư Quang Châu, làm chương trình câu lạc bộ người cao tuổi với cô Ngọc, với các thầy cô, thì nếu mà mình chờ mình chờ là chỉ nói chuyện với những người xung quanh hàng hàng xóm những bạn học cũ những người mà mình phải đến tận nhà mình mới chia sẻ được thì à, một lần nữa là mình giữ cái sự tiến bộ của mình cho riêng mình mình giữ cái sự tiến bộ của mình cho riêng mình và à, vũ trụ đang chờ mình trao đi vũ trụ đang chờ mình trao đi, tại vì cái luật của vũ trụ là không thể chỉ tiến bộ được, không thể chỉ nhận được, không thể chỉ thấy là tôi bây giờ đã giỏi hơn tôi trước đây được, mà phải thành từ chú tâm, chú tâm trao đi, cho đến tự động trao đi à? Từ chú tâm trao đi cho đến tự động trao đi một cách tự động, có nghĩa là nó thành cái bản chất thứ hai của mình. Không chia sẻ chịu không được. Không trao giá trị chịu không được. À, học khóa apps mà không giới thiệu những cái hay của khóa apps chịu không được. Học mà những cái khóa hay của các thầy cô mà không có tóm tắt, không có chia sẻ, không có giới thiệu không chịu được. À, thì nó trở thành một cái thói quen và lúc đó mình sẽ chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn. một trăm là mình sẽ hạnh phúc là bởi vì khi mình cứ thuận với luật vũ trụ thì cái năng lượng của mình nó đúng nó được sự hậu thuẫn của của năng lượng vũ trụ dành cho mình cho nên chắc chắn là nó hạnh phúc và chắc chắn những cái vấn đề mà mình đang gặp phải được tan biến được chuyển hóa đi rất là nhanh khi mà mình nhận và trao đi nhận và trao đi à, thì cái năng lực năng lực đó rất 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 là quan trọng và khi mà chúng ta nhìn thấy khi mà chúng ta nhìn thấy trao đi không phải là chờ đến khi chúng ta thành chuyên gia không phải chờ đến khi chúng ta thành chuyên gia ừ, thì như nãy thầy Thái nói vậy thì tôi học apps nhưng tôi chưa giỏi tôi có trao đi được không ạ à? mình trao đi cái sự hứng thú cái sự à, tuyệt vời của những người thầy chứ mình đâu có cần phải giảng dùm cho thầy ken Bay đâu ạ à. mình đâu có cần giảng dùm cho thầy thái mình không cần giảng dùm cho thầy kim à, mình mình chỉ trao đi cái cơ hội để người thân yêu của mình được học những người thầy đó và khi mà mình giới thiệu những người thân yêu của mình đến những người thầy đó thì không chỉ là để học khóa apps mà mình được kết nối với một cái cộng đồng mình được kết nối với những người thầy mà từ đó mình còn học rất 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 là nhiều những cái điều khác nữa và mình càng trao đi được cho bất kỳ ai à, là tại vì sao ạ tại vì ở trong cộng đồng mình nếu mình muốn trao đi về sức khỏe mình có khóa của thầy thích tâm thành khóa của thầy dư quang châu nếu mình muốn trao đi về nghệ thuật à, mình có khóa học của các thầy là nghệ sĩ đúng không ạ à? mình muốn trao đi về sư phạm à, mình có rất nhiều những khóa về sư phạm mình muốn trao đi về tâm lý mình có rất nhiều các khóa về tâm lý mình muốn trao đi về à, tài chính thì bây giờ mình cũng có những cái khóa về tài chính nên là mình mình có rất là nhiều những cái trong tay và những cái đó lại là những cái mà cộng đồng đang tìm kiếm những người thân yêu của mình đang rất là cần chứ không phải là vì mình là chủ quan mà mình muốn dúi cái gì đó vô tay của người khác và thật sự thì thì cái mà mọi người cần mọi người đang đi tìm và có thể là có một chút quả, quan ngại là mọi người mất niềm tin mọi người mất niềm tin vì đâu đó là kinh doanh không chân chính rồi những cái chương trình học không chất lượng những cái chương trình học mà mang cái tính là lừa đảo hoặc là có một cái cầu lợi gì ở trong đó thì đã làm cho những người thân của mình mất lòng tin rồi và mình khi mình bước vào đây mình thấy đây là môi trường chân chính đây là những người thầy chân chính đây là cái mong ước cho xã hội rất chân chính thì mình làm sao để mình giúp cho người thân của mình vượt qua cái sự mất là niềm tin đó và đến với đây để mà có lại niềm tin và cô hồng tin chắc rằng thầy thái các chuyên gia các thầy cô các nhà tâm lý các nhà trị liệu những vị cốt đồng hành tâm lý ở trong cộng đồng của mình một phần nào đó mình có thể cảm thấy rất là sốt ruột và cái sự sốt ruột của thầy thái là có thể hiểu được rất là rõ những cái gì cô Hồng làm, cô Hồng cũng cảm thấy rất là sốt ruột à. Ví dụ như là mình nhìn trong cộng đồng rõ ràng là cái sự mất kết nối trong gia đình rất là nhiều, sự mất kết nối trong gia đình rất là nhiều và đến với Zoom sáng thôi, chưa có kể là đi vào những khóa học sau thì mình đã thấy là đã giúp kết nối lại gia đình à, như là thực hành năm mật ngữ tình yêu, thực hành bảy thói quen thịnh vượng, thực hành chánh niệm tỉnh thức, thực hành gia tăng cái giá trị của bản thân, thực hành yêu thương vô điều kiện, thì đã giúp được rất là nhiều gia đình rồi. nhưng mà tại sao nó vẫn chưa có lan tỏa theo cái tốc độ mà mình mong muốn À, rồi câu lạc bộ người cao tuổi chẳng hạn mình nhìn thấy cái những cái mà người cao tuổi cần mà có thể là bố mẹ có thể là cô gì của những học viên của SE đây những bạn trẻ hơn ở đây thì là những cái điều bố mẹ ông bà mình rất là cần nhưng mà bố mẹ ông bà mình vẫn chưa tiếp cận câu lạc bộ người cao tuổi và những cái chuỗi chia sẻ câu lạc bộ người cao tuổi thì các cô bác nó hữu ích rất là hữu ích ngày hôm qua và tuần trước thì cô hồng chia sẻ về an toàn trong gia đình dành cho người cao tuổi khi trong gia đình mình có người cao tuổi thì trong cái nhà mình như thế nào là an toàn thì các cô bác nó trội cái này là đúng là Trăm người cao tuổi và vũ trụ luôn hỗ trợ là ngày hôm qua có bác sĩ Kim Loan và bác sĩ Kim Loan chia sẻ rất là nhiều những cái mà bác sĩ Kim Loan chăm sóc cho những bệnh nhân tai nạn tai nạn từ trong gia đình thì rồi mình xen kẽ với những cái buổi của các chuyên gia khác họ hôm trước có thầy Thành Việt chia sẻ cũng rất là rất là hữu ích thực tế cho người cao tuổi mình có bác sĩ Trương Tấn Minh à, rồi có cô Tuệ Như Bình Minh và những chuyên gia khác và khi mà bước vào câu lạc bộ cao tuổi là đóng gói cái chủ đề rất là thiết thực rất là thiết thực cho người cao tuổi thì sốt ruột dạ sốt ruột <laughs> và có bạn La Chí Nguyễn ở đây phụng sự câu lạc bộ người cao tuổi La Chí Nguyễn nói trời ơi, cô ơi sao câu lạc bộ của mình hay quá mà sao em thấy số lượng thống tăng mà giảm. <laughs> dạ, rồi cô Ngọc nói à, à, yên tâm yên tâm. <laughs> à, về mặt chất lượng mình đang mình thấy chất lượng của mình là phản hồi của các cô bác là rất là tốt. À, nhưng mình cần sao sao ạ? Mình cần lan tỏa mình cần trao đi à mình cần lan tỏa mình cần trao đi mình đừng có chỉ thấy cái này tốt cho mình rồi để đó mà những cái tốt này những cái khóa học những cái câu lạc bộ những cái buổi zoom se mình mời gọi để mình chia sẻ mình trao đi à là từ đó mình sẽ chuyển từ cái sự tiến bộ của cá nhân đến cái sự chuyển hóa cho tập thể bằng những cái cột mốc tiến hóa của mình những cái cột mốc tôi là cây lúa và trao đi hàng nghìn hạt lúa mọi người đồng ý không ạ à? tôi là cây lúa và trao đi hàng nghìn hạt lúa và mỗi ngày mình trao đi trao đi và mong rằng là cái dung sáng của mình thay vì là số lượng giảm đi thì số lượng tăng lên thay vì câu lạc bộ người cao tuổi của mình rồi các thầy cô khen mê chủ đề mê cái môi trường yêu thương nhau và cảm thấy rất là gắn bó rất là thân thương thì cái số lượng không có tăng lên yeah. nhưng mà ngoài cái việc là các vị thành viên cao tuổi chia sẻ và mời bạn bè thì chính những bạn trẻ hơn chia sẻ đến những cái người cao tuổi thay vì là covid xung quanh bệnh tật xung quanh là những cái điều căng thẳng rồi không được đi đâu hết phải ở trong nhà phải hết cách ly đợt nạn đợt khác thì bước vào trong câu lạc bộ cao, người cao tuổi rất là tuyệt vời nhưng cái bài ngày hôm nay thì cô hồng có một cái dịp để mong quảng bá cho câu lạc bộ người cao tuổi luôn và mong rằng cái sự hữu ích của câu lạc bộ người cao tuổi sẽ đến được với nhiều 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 vị hơn nữa và mình sẽ tri ân được cho rất là nhiều người xung quanh mình à. xin cảm ơn các thầy cô đã chia sẻ trong cái buổi dung ngày hôm nay và mình hãy ghi lại cái câu là tôi là cây lúa trao đi hàng nghìn hạt lúa và không phải chờ lâu hơn nữa đâu ạ. À. Bắt đầu trao đi những hạt lúa nhỏ ngay từ hôm nay. Dạ, xin cảm ơn à, tất cả các thầy cô.